bây giờ cô và chúng mình cùng tập vận động chính, đó là vận động bật nhảy từ trên cao xuống 30-35cm nhé. Muốn thực hiện được vận động này ở nhà, cô nhờ các bậc phụ huynh hãy làm mẫu cho các con quan sát nhé. Và bây giờ cô sẽ thực hiện vận động này cho chúng mình cùng quan sát nhé. Trước tiên, hai chân cô bước lên bục. Cô vừa bật xong lần đầu rồi đấy. Bây giờ cô sẽ bật lần hai và phân tích từng động tác cho chúng mình quan sát. Hai chân bước lên bục gỗ và ghế. Tư thế đứng tự nhiên, tay đưa từ phía sau ra trước, đồng thời hơi khịu gối nhún chân và dùng sức bật lên cao. Khi tiếp đất hơi khịu gối, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Cô đã bật xong lần hai rồi đấy. Và bây giờ chúng mình hãy quan sát thật kỹ xem động tác này cô sẽ làm như thế nào nhé. Hai chân bước lên bục gỗ và ghế. Tư thế đứng tự nhiên, tay đưa từ phía sau ra trước, đồng thời hơi khịu gối nhún chân và dùng sức bật lên cao. Khi tiếp đất hơi khịu gối, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng. Lưu ý khi các con tập không được lao đầu về phía trước. Trong khi các con tập, các bậc phụ huynh có thể quan sát và sửa sai cho các con. Các con ơi, cô vừa tập vận động bật nhảy từ trên cao xuống rồi đấy.